Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh của mình. Các bạn ơi, tiếp tục cái series đi khám phá những cái map, những cái nơi kinh dị trong Minecraft. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ dẫn các bạn đến một nơi của một cái nhân vật cũng cực kỳ là hot luôn. Đó là chú hề It, hay các bạn còn được biết đến với cái tên đó là chú hề Pennywise đó các bạn. Đấy, ông ta là một kẻ chuyên đi bắt cóc trẻ con này, giết hại mọi người, rất đáng sợ. Và mình sẽ đến nơi ở của ông ta và làm nhiệm vụ đó là ăn trộm ở trong cái nơi ở của ông ta các bạn ạ. Đấy, chắc là không có ai dám như mình đâu, đến đấy ăn trộm đâu đúng không? Và các bạn đừng quên giúp mình cái bấm một like video này, bấm đăng ký kênh và xem những cái quảng cáo trong video để ủng hộ mình chút tiền ăn kem nhá. Và cũng là động lực để mình làm thêm thật nhiều video mới. Cảm ơn các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đi thôi. Tò mò quá ha. Các bạn có nghe thấy những cái âm thanh không? Rất là ghê đúng không? Thực ra nơi ở của cái tên chú hề này là ở trong cống nữa các bạn. Một nơi rất là bẩn và tối tăm luôn. Mình bắt đầu đâu đây? Đây có một cái thang, nhưng mà gần trên này mình không trèo lên được. Đó các bạn, mình đang ở trong một cái cống rất là tối tăm này, không có gì cả. Ở đây toàn là rác này. Rồi mình sẽ đi ra ngoài. Nhiệm vụ của mình là kiếm đủ 8 túi vàng ở đây thì phải. Đấy, có mấy con chuột này. Cái gì đây? Cái gì này? Oh man. Ui các bạn ơi, tên hề Pennywise kìa. Ê. Ui thôi kệ nó đi, nhiệm vụ của mình là kiếm những túi vàng ở đây. Mình phải kiếm nhanh những túi vàng ở đây để mình có thể thoát ra ngoài. Đây, đây có một túi vàng này các bạn này. Ngon lành cành đào. Hy vọng không gặp tên hề nữa. Nhìn mấy con chuột ghê quá à. Ô, túi vàng của tôi đâu? Không có rồi. Mình mắc gì? Ôi mắc tơ nhện rồi. Trời ơi, bảo sao. Ui nó này, nó. Ui nó mắc tơ nhện rồi. Thôi đừng đi đường đấy nữa. Chuẩn quay lại đường này. Về quá các bạn ạ. Mới được một túi vàng thôi, tìm đâu ra mấy túi kia nữa. Mấy túi kia ở đâu? À đầu kia. Chết rồi. Cái gì này? Ô men chú hề. Nổi hết cả da gà lên rồi các bạn. Tìm đâu đủ 8 túi vàng đây. Mình cảm giác mình bị lạc ở trong cái cống này luôn á. Mình nghĩ trong góc này có nhưng mà nó không có các bạn. Ok. Mình cảm thấy mình đang đi lạc ở khu này luôn. Nhảy qua đây đi. Trời, sao tên hề lại ở đây luôn này? Tên hề điên này. Làm sao mà tên hề lại ở đấy được? Quái đấy. Rồi ok. Ok. Ô cái gì đây? Ôi anh ơi anh làm gì đây? Nhảy múa à? Ôi chú hề. Mọi người có đấm mới chết nhá, thằng hề này nhá. Không phải thấy tao hiền bắt nạt đâu nhá. Nó mắc tơ nhện rồi các bạn ạ. Nó đuổi được sang đây luôn ấy. Ok I'm fine. Chết tiệt rồi, rơi xuống đi. Nó không cho mình đi. Đấm nhau luôn. Tên hề quái quỷ này. Ủa sao hắn lại ở đây luôn rồi? Tốt thôi. Tao sẽ đi qua. Tao sẽ đi qua bên này.
Đền hề chết tiệt. Ô, trong này có một túi vàng này. Ôi giời ơi, giờ mới tìm được hai túi vàng. Cái gì đấy? Ui ui, có bầy chuột đi theo này nữa. Tôi chết. Kệ nó đi. Nhiệm vụ chúng ta là đi ăn trộm. Túi vàng đâu? Túi vàng ở đâu? Túi vàng ở đâu? Bên này có túi vàng này, làm sao mà qua? À hiểu rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, ba túi rồi. Ok, cố gắng lên các bạn ơi. Chúng ta sẽ ăn trộm được ở đây. Hy vọng không gặp tên hề đó nữa. Khỉ ho nha mày, khỉ ho nha mày. À, vừa nói xong là nó vừa. Nhưng mà mình quen rồi, mình cũng không sợ. Mình quen rồi. Mình quen cái tên dở hơi này rồi. Còn nó mới làm gì tao nữa nhá. No. No, no, no. Chết tiệt. Đến hề chết tiệt. Rồi, mắc cái tơ nhẹ đã. Đi qua lối này đi. Đùa, ở đây không có một túi vàng nào sao? Đây 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 rồi. Được 4 túi rồi. Tiếp tục thôi, tiếp tục thôi. Khỉ ho nha nó, khỉ ho nha nó. Chạy chạy chạy. Ôi lại mắc tơ nhẹ rồi. Cậu mấy cái tơ nhẹ chết tiệt này. À, mình dẫm vào cái này, mình mắc tơ nhẹ nào. Mà nghe giọng cười của nó ám ảnh thật sự luôn. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, tên hề đâu rồi, tên hề, bỏ tao ra, tha cho tao đi. Tao đi ăn trộm nhưng mà tao có làm gì đâu. Đâu rồi, đâu hết rồi. Đường này cụt rồi. Nghe rộng. Nữa nè. Hai đứa mắc tơ nhẹ. Rồi rồi. Nó lại giết mình con ấy. Cái gì đây, sao nó lại ở đây luôn đây? No. Hello anh Hề. Anh Hề tóc vàng tha em anh ơi. 4 túi nữa không biết ở đâu đây. À trời, mấy cái tại là mấy có mấy cái con chuột nó cứ bơi theo mình à. Đấy các bạn thấy không? Rất là khó chịu luôn. Nóng lúc mình rơi xuống nước mà bị mắc mấy con đấy. Mình sẽ nhảy qua bên này. Mình nghĩ là cái túi vàng nó sẽ bên này. Cái gì đây? Cái gì đây? Mấy con chuột? Cái gì đây? Phải! Tên này chết tiệt! Muốn giết nó qua nhưng mà không giết nó được. Ui, cứ có cái bầy chuột bám theo mình là mình cứ bị. Mình nghĩ túi vàng nó ở đâu bên kia bây giờ, sao qua được mình này. À. Ok ok. Mình sẽ đi qua lối này các bạn ạ. Tên hề khốn khiếp. Cái gì đấy, cái gì đấy anh ơi. Anh ơi, đưa tha cho em anh ơi, anh hề ơi. Nói kìa các bạn kìa. Trong góc này có không ta hay là phải đi sang đầu kia ta? Mình cảm thấy bị lạc lối ở đây à. Ui sao lại quay về chỗ cũ này. Ôi không, quay về chỗ mình sinh ra thì quay về đấy làm gì. Tên hề kìa. Kiếm đâu ra 4 túi nữa đây? Không có à. Đường cụt nè. Gì mày? Gì mày? Đừng lừa tao. Cứng lắm mày nha, tao không sợ mày đâu. Đấm mày cá này. Rơi chạm mày.
rơi xuống đấy rồi chết cha thằng cu nha. Chưa biết là chỗ nào đi hay không cơ các bạn. Cảm giác cứ bị kiểu lạc lối ở đây rồi. Bốn túi vàng nữa kiếm ở đâu? Nó cứ cười mình các bạn ạ, nó cứ ôi đừng cười nữa anh ơi. Anh ơi. Chết cha mày chưa mắc tơ nhện chưa? Có lộng. Ôi chết thì mình vừa hô xong mình mắc tơ nhện như nó luôn. Đây là một nơi hoàn toàn mới, chỉ có đi lối này mới qua được thôi. Hy vọng nó đi rồi. Ó kìa kìa. Nó vẫn chưa đi các bạn ạ, thôi mình cứ. Cái chỗ này lúc ấy mình rụng được một túi vàng thì phải. Kệ kệ nó đi, hy vọng nó đứng yên ở đấy, nó không đuổi theo mình. Vãi ạ! Sao nó cứ bám theo mình một cách nhanh như thế nhở? Đây có một cái nút bấm à. Ờ đây. Cuối cùng thấy được thêm một cái túi vàng nữa rồi. Vậy là mình đã kiếm được 5 túi vàng rồi các bạn ạ. Chắc mấy túi vàng kia cũng ở quanh đây thôi à. Nhưng mà nó cái kìa. Chính là nó bắt mình, giết mình. Thằng danh kìa nhá. Thằng mất dạy. Ui, thôi anh không mất dạy ạ. À. Anh không mất dạy. Ui. Trêu nó làm chi để rồi nó đập cho thì ngu si cả người. Tao không sợ mày đâu nhá. Rồi, mày đâu rồi? Ok. Nó chỉ ở quanh mấy khu bên này thôi. Gì thế anh ơi, gì thế, đừng đánh em nữa, gì thế. Ôi ôi, nó đuổi mình nè, ôi ôi. Má cha mày. Thằng hề chết tiệt. Trong đống này liệu có không ta? Không có. Rồi ôi, mấy túi nữa kia tìm ở đâu? Để chụp được. Ở đây. 6 túi rồi nha. Còn 2 túi nữa thôi. Qua bên này. Mình nghĩ nó ở bên này đấy. Đây. 7 túi. Còn 1 túi nữa thôi. Đừng giết tao. Mày ơi đừng giết tao. Mày ơi tao chạy đây đừng giết đâu. Oh my god. Ở đâu đây? Những chú chuột ơi hãy chỉ đường cho tôi. Ôi không man. Giọng nó cười đâu ghê ta. Phải mắc tớ nhẹ nữa luôn. Còn 1 túi nữa thôi, xuất hiện đi để tao thoát khỏi đây. Đây là những chỗ mình kiếm với nó rồi. Ôi, chuẩn ra đâu. Tên hề nhá. Tao nhớ mặt mày rồi nhá. Mấy con chuẩn này. Đừng cười nữa, làm ơn. Ủa đây. Thấy cái túi không? Thấy rồi nhưng mà đường ở đâu? Quên rồi. Thấy túi vàng đấy rồi nhưng mà lại không nhớ đường. Đã
đây. Mình nhớ là mình nhảy qua đây xong mình bị mất máu. Ok. Đây. Cái túi nó ở đây. Vậy chắc chắn đường đi sẽ ở bên này. Ôi, cố lên. Còn một túi nữa thôi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đâu ta? Đây rồi, đây rồi. Chết cha mày. Bây giờ mình sẽ phải quay lại chỗ kia để thoát ra ngoài các bạn ạ. Cái chỗ mình bắt đầu vào. Không sao, nó giết mình quay lại đây luôn. Mình trèo ra ngoài luôn. Nhưng mà dù sao thì mình vẫn bị giết. Ok các bạn ơi. Vậy là trong video ngày hôm nay, mình đã dẫn các bạn đi thám hiểm thành công nơi ở của chú hề ma quái trong Minecraft rồi. Và mình còn là một kẻ trộm đi ăn trộm, dám đi ăn trộm những cái túi tiền ở nơi ở của chú hề ma quái cơ. Và còn bị chú hề ta giết hoặc dọa mấy lần, rất là đáng sợ. Ôi, và có lẽ mình cũng sẽ dừng video tại đây các bạn ạ. Nếu các bạn thích video đừng quên bỏ lại cho mình một like này, chia sẻ với bạn bè cùng xem và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm thật nhiều video mới nhé. Rồi, và các bạn muốn mình làm về thêm về những nhân vật nào thì bình luận phía dưới video. Chào và hẹn gặp lại các bạn video lần sau. Bye bye.